thì tôi chỉ trích một vài câu thôi, bởi vì cái 100 trang giấy trích có 2 trang à. Bài thứ nhất là gì? Phận con trẻ ở cùng cha mẹ. Đây, đây là phong quá ngày xưa đây. Trong đó có những câu: ơn cha nghĩa mẹ câu dày, khuyên con khá nhớ hàng ngày đừng quên, ấy là đức trọng cù lao, ơn thâm nghĩa nặng lẽ nào dám quên. Vậy thì rõ ràng quý vị thấy rằng cái vấn đề phong quá lý nghi này, nếu nói bài này nghĩa là ơn tôi cha mẹ rồi. Giờ này nếu mà chúng ta không giữ được cái chữ hiếu trong ơn tôi cha mẹ, đó là chúng ta bỏ đi phong quá lễ nghi rồi, đúng không? Bởi ngày xưa người xưa đã rất là chú trọng nè. Rồi bài thứ hai là gì? Ở với thầy. Có những câu: thầy là đứng bậc trên cha, kìa quân sư phụ, ấy ba ơn dạy. Có nhiều câu lắm, tức là một bài nó có khoảng 50-70 câu đó, mà tôi chỉ rút một hai câu thôi để minh chứng thôi. Như vậy thì qua hai câu này thì chúng ta thấy người xưa cho biết đó, thầy hơn cha, gọi là quân sư phụ. Quân là gì? Quân là vua. Sư là thầy, phụ là cha. Có nghĩa rằng ở góc độ nào đó, tôi nói ví dụ bây giờ mình nghe lời cha mình 10 phần thì mình phải nghe lời thầy mình 20 phần. Mình thương cha mình 1, mình phải thương thầy 10 đồng đặc. Rồi bài thứ 10 là ở với láng giềng. Hơn thua tiếng nói mà chi, tranh đua hư thiệt ít gì cho ai, chi bằng hòa thuận hoài hoài, giữ tình lân hảo chen vai chung cục. Bài 23 là giúp đỡ lẫn nhau, cả kêu mấy triệu đồng bào sanh ra một nước khác nào anh em, giúp nhau chớ có tị hiềm, vịnh nhau đoàn thể mà tìm nẻo xa. Nam mô A Di Đà Phật. Tháng năm 18 rõ ràng, cùng sớm gầm trong dân sự còn nghèo chữ tu. Hà quán sanh chúng ám u, Tây phương sắc cơ linh vàng dân sao thắng vậy thì xem sao. Rất buồn ba tâm biết bao, nàng quy sắp đến mà ngao du hoài. Vì trần thế lùi hài bồn phi, an nam phong quá lễ nghi, đời nay dân vật bỏ đi chẳng dình, mạng lo chế nhạo trong kình, chẳng toan đạo đức mà dình thôn hương. Ta đây dường thể như lương, cứ dần chẳng nề nắng sương lắm đầu. Sao trăng thầy tớ dài dầu,
quyết lòng truyền bá đạo màu mà thôi. Hai đồng đạo chúng ta đã ngâm lại lời châu ngọc của Đức Thầy rất là ngọt ngào. Xin cho hai đồng đạo chúng ta một tràng pháo tay thật nhiệt tình á. Kính thưa quý quan khách và chư quý đồng đạo, sau đây đến phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đợt thứ hai. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên ban phụ truyền giáo lý Trung ương Phan Chí Tâm đến diễn đàn thuyết giảng qua đề tài hai câu cho trích trong quyển 5: An Nam không quá lễ nghi, đời nay dân vật bỏ đi chẳng dình. Xin trân trọng kính mời giáo lý viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương xã tại. Kính thưa quý đồng đạo đại diện cho ban trị sự trung ương và ban trị sự cơ sở. Kính thưa quý đồng đạo trong ban tổ chức, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày 18 tháng 9 niên Giáp Thìn, và hôm nay cũng là ngày 20 tháng 10 năm 2024. Thì chúng tôi cũng được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương hôm nay được trở về đây để cùng gặp gỡ với tất cả đồng đạo chúng ta, để chia sẻ qua cái nội dung mà Đức Thầy đã dạy thông qua hai câu giảng: An Nam không quá lễ nghi, đời nay vân vật bỏ đi chẳng dình. Thì đặc biệt ngày hôm nay thì theo nội hàm của hai câu giảng này, tôi và tất cả đồng đạo chúng ta sẽ ôn lại về những cái đôi nét trong cái những cái lễ nghi, những cái bản sắc văn hóa của người Việt Nam chúng ta ở những cái thời kỳ trước mà Đức Thầy dùng cái khái niệm là An Nam. Như vậy thì An Nam, thì nếu nói về nguồn sử, nó rơi vào thời kỳ nào của đất nước Việt Nam chúng ta? Và trong thời kỳ đó thì phong hóa lễ nghi được nổi trội như thế nào? Và đồng thời thì ngày giờ này, tức là ngày giờ mà Đức Thầy sáng tác qua hai câu giảng này trong cái bài Dặn Dò Bổn Đạo, được Đức Thầy sáng tác vào lối tháng 2 năm Canh Thìn và kéo dài đến ngày hôm nay, thì có cái sự thay đổi do cái cuộc sống văn minh vật chất từ ở phương Tây nói riêng, và luôn cả cái sự nổi bật trong cái toàn cầu. Thì chính vì mọi con người, nhất là người dân tộc Việt Nam, thì mình đã quên đi cái nguồn cội, quên đi những cái nét đẹp truyền thống dân tộc. Thì chính vì lý do đó mà khi sáng tác về cái bài Dặn Dò Bổn Đạo, thì trong thánh phẩm này thì Đức Thầy có đưa ra hai câu giảng. Thì ngày hôm nay tất cả đồng đạo chúng ta sẽ chia sẻ. Thì kính thưa quý đồng đạo thân kính, cho nên nếu nói đến An Nam không quá lễ nghi, thì khái niệm về từ An Nam, thì căn cứ theo cái nguồn sử đó mà chúng tôi tìm hiểu, thì đây còn gọi là tên gọi của đất nước Việt Nam chúng ta. Tên gọi và quốc hiệu thì hai cái này nó khác nhau. Đất nước Việt Nam chúng ta đã trải qua một cái thời gian dài gọi là nghìn năm bách địch dày bừa, mà còn đứng dậy tống đưa quân thù như Đức Thầy chúng ta đã dạy. Và đặc biệt thì trong cái nguồn sử trên dưới như vậy gần 5.000 năm, thì đã trải qua biết bao nhiêu cuộc thân trầm chìm nổi. Ấn tượng lớn nhất là đối với giặc phương Bắc đã đô hộ đất nước Việt Nam chúng ta qua 4 cái thời kỳ Bắc thuộc trên dưới khoảng 1.006 năm. Rồi sau đó thì đến giặc phương Tây, rồi đế quốc Mỹ nội chiến miền Nam cũng trên dưới hơn 20 năm. Cho nên thì cũng chính vì cái sự kiên cường, dũng cảm
của ông cha chúng ta, những vị anh hùng đã hy sinh những cái xương trắng máu đào để giành lại cái sự hòa bình độc lập, mà giờ này chúng ta đã có một cái chủ quyền, đã có một sự phát triển có thể nói là tương đối mạnh, tương đối phát triển so với mặt bằng trên dưới hơn 220 quốc gia trên thế giới này. Như vậy thì nếu nói về từ An Nam thì đây là tên gọi, còn quốc hiệu á thì đất nước Việt Nam chúng ta thì từ khi lập quốc thì quốc hiệu từ cái thời Âu Lạc, tức là quốc hiệu gồm đầu tiên là Văn Lang, nếu nói trước đó là Xích Quỷ, nhưng mà Xích Quỷ thì chúng ta hiểu một đất nước nó chỉ rơi vào chỗ thần thoại thôi, cho nên thì điều mà chúng ta chắc thực nhất là nhà nước Văn Lang, rồi Âu Lạc, rồi Đại Cồ Việt, Đại Ngu, rồi Nam Việt, rồi Việt Nam, vân vân. Thì theo chúng tôi hiểu sử lược thì quốc hiệu thì trên dưới khoảng gần 10 quốc hiệu qua các cái thời kỳ trên dưới mấy nghìn năm. Còn từ An Nam ở đây, đây gọi là tên gọi, có nghĩa rằng từ An Nam này để nó rõ là đây là cái giai đoạn mà chúng ta đang bị người Pháp đô hộ, nói cho đủ là An Nam đô hộ phủ. Và cái danh hiệu An Nam này theo sử lược thì có từ vào năm 679, vào cái thời của vua Đường Cao Tông, thì họ đặt cái quận giao chỉ chúng ta đó gọi là An Nam đô hộ phủ. Còn về hướng Bắc, tức là An Bắc là đồng bằng Bắc Bộ, An Tây là đồng bằng Tây Bộ Trung Quốc, còn An Đông đó thì đó là cái đất nước Câu Ly, tức là Triều Tiên ngày giờ này. Và đặc biệt thì tên gọi này được người Tàu và các anh em trên thế giới gọi đất nước Việt Nam chúng ta là trên dưới như vậy gần 1.000 năm, tức là từ năm 679 mà trải dài đến năm 1945 thì đất nước Việt Nam Dân Chủ ra đời, sau đó là Việt Nam, tức là sau đó là Cộng hòa Xã hội Việt Nam. Thì đến đó thì lúc bây giờ thì mới không còn cái tên gọi là An Nam Đô Hộ Phủ trên dưới gần 1.000 năm. Vậy thì khi Đức Thầy dùng khái niệm An Nam, Đức Thầy muốn nhắc cái giai đoạn trước cái thời đại mà đất nước Việt Nam son trẻ chúng ta ra đời. Và đặc biệt Đức Thầy xác định là phong hóa lễ nghi. Thì nếu nói từ phong hóa đó, từ phong hóa là một từ ghép, chữ phong là phong tục, mà chữ hóa đó gọi là bản sắc văn hóa, hay gọi là văn hóa. Như vậy thì chữ phong là gì? Chữ phong là đẹp, nét đẹp, ta gọi là phong cảnh. Chữ phong là thịnh vượng, là phát triển, ta gọi là phong tước, phong hậu. Chữ tục tức là ý chỉ những cái lề lối, cách sống trong xã hội con người đương đại, gọi là tục. Vậy thì phong tục nghĩa là những cái ý niệm, những cái hành động, những cái lời nói, những cái sự ứng xử tốt đẹp của người xưa được lưu truyền trong cái cổ đại và đến ngày giờ này. Và đồng thời trong cái từ phong tục này đó thì lại có hai cái nghĩa, một là hủ tục, hai là mỹ tục. Nếu chúng ta nếu về chữ tục đó, nhưng mà nếu nói về phong tục đó là loại bỏ đi hủ tục. Hủ là gì? Hủ là nát, chữ hủ là chậm phát triển. Có nghĩa rằng chính vì dựa vào chữ tục này mà cũng có một số người vì cái quyền lợi cá nhân, hoặc giả là do cái sự nhận định bị lệch lạc, rồi họ lại bày ra những cái hủ tục đó. Hủ tục thì gồm những cái gì? Đó là những điều dị đoan mê tín. Tôi nói ví dụ như những cái trước đây mà truyền lại đó, nhất là những việc bói toán, rồi quyết định về hên xui, về vận mệnh, rồi bài thêm cái này, bài thêm cái khác đó, thì những cái đó nó được rơi vào gọi là hủ bại, hủ tục. Tức là những cái tục lệ nó rùm ra, nó gây hại đến cho nhân loại, cho chúng sinh, và nó làm chậm đi cái sự phát triển của loài người, thì những cái đó đều gọi là hủ tục. Và đặc biệt thì nó mang một cái sự dị đoan mê tín. Như vậy thì trong cái cuộc sống con người chúng ta có những cái thì người sau thêm thấp, cho nên mình thấy trong cái cuộc sống xã hội nó cũng có nhiều cái hủ bại, nhiều cái hủ tục đó, những cái gì đoan mê tín mà giờ này chúng ta cần phải loại bỏ.
Và đồng thời bên cạnh đó thì còn có những cái gọi là những cái mỹ tục. Chữ mỹ là đẹp đó, tức là những cái đẹp còn lưu lại. Thì về phong tục, nếu nói về từ phong tục đó, thì xin thưa đồng đạo, ý muốn nói là những cái đẹp là những cái mỹ tục, còn những cái không đẹp, những cái mà chúng ta thấy nó đượm mùi mê tín, như là cậu cô chú bác đừng coi bói theo lối dị đoan mắt bạc đồng thầy dạy đó, thì những cái này thì chúng ta có thể hiểu đó là những cái nó không đúng cái nghĩa của từ phong tục. Và cái thứ hai, chữ hóa là gì? Như tôi vừa nói, hóa là bản sắc văn hóa. Vậy thì bản sắc văn hóa nó cũng giống như phong tục, có nghĩa rằng những cái sắc nét tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta trên thế giới này, mỗi đất nước đều có một bản sắc văn hóa riêng, mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng. Cho nên khi mà các cái ngành làm luật đó, thì họ sẽ dựa vào bản sắc văn hóa và phong tục để chế ra những cái luật lệ. Đặc biệt luật lệ muốn được phát triển, muốn được an bang định quốc, thì luật lệ này phải phù hợp với bản sắc văn hóa, phải phù hợp với phong tục. Chứ nếu nó có những cái vấn đề đi nghịch lại đó, thì cái đó nó không tồn tại, nhất là hiến pháp, pháp luật Việt Nam. Rồi đồng thời bên cạnh đó, nó cũng có những cái pháp luật gọi là bất thành văn đó, gọi là tập quán pháp. Có nghĩa là những cái luật lệ mà có thể là không có dùng chữ viết nhưng vẫn được áp dụng ở các cái vùng miền, các dân tộc thiểu số, hoặc giả là các những cái vùng thôn giả. Cho nên ông cha chúng ta mới có cái câu là lực vua thua lệ lạc. Thì để hiểu về tập quán pháp trong nét bản sắc văn hóa, thì có một chuyện mà trong bản sắc văn hóa kể lại. Thì lúc bây giờ có một già làng, tức là trưởng làng đó, đồng đạo nhớ ngày xưa thì có một vị già làng. Người này rất là, phải nói gọi là uy tín, rất là hiền hậu. Thì lúc giờ vị già làng này tuổi cao à, mới kêu gọi ba chàng thanh niên tuổi trẻ là những người thông minh, giỏi vắng, rất là giỏi ở trong cái làng đó, được có ba người. Thì lúc bây giờ thì trước tất cả các bô lão trong làng, thì vị già làng nói á, ta cũng già rồi, cần có cái người kế vị. Nhưng mà cái sự kiện kế vị này thì không có, tức là bất thành văn, nó không có một cái văn bản nào để ghi định cụ thể, bởi đây là tập quán pháp mà. Vì vậy nên già làng đưa điều kiện, các con đều biết cái ngọn núi ở phía trước rất là cao, sáng mai đó ba đứa con đi lên ngọn núi đó, sau khi lên trển rồi trở về đây diễn tả lại cái hoàn cảnh trên ngọn núi như thế nào, thì ta sẽ truyền cái ngôi già làng lại, tức là trưởng làng cho con. Thì lúc bây giờ sáng dậy sớm thì ba người đồng sức pháp. Cái người thứ nhất đi một đoạn khá xa mới suy nghĩ rằng mình thông minh tài giỏi thế này mà phải lên tới ngọn núi trở về đây là tối rồi, chắc là cái chức vị mà già làng này chắc thuộc về hai người kia rồi. Cho lúc bây giờ vừa đi tới chân núi quay trở lại, dạ thưa trưởng làng, con đã đi rồi, cái cảnh trên núi thì ôi hoa cỏ bát ngát, đời nào là chim hót, đó nào là những cái giếng trong veo đẹp lắm, dạ thưa già làng. Thì già làng nói, cái con kể là con chưa đến đỉnh núi, thôi con về nhà đi. Thì đến vị thứ hai, lúc bây giờ đi đến khoảng mà giờ ngọ lừng chừng núi, quá mệt mỏi, nhìn cái ngọn núi cao quá xa quá mệt mỏi, mới thầm nghĩ rằng mình là người thông minh trí tuệ thế này mà mình cứ đi về ở dưới thì chắc hai anh em kia về dưới chắc được làm trưởng làng tốt rồi, thôi quay trở lại. Thì quay trở lại mới kể cho vị già làng nghe, dạ thưa trưởng làng, ngọn núi ôi thôi đẹp lắm, nào là có những con báo nè, con chim đại bàng to nè, những cái rừng thông ôi thôi nó ngút ngàn. Thì già làng cười, thì làng nói vậy là tốt rồi, thôi con về nhà đi. Vậy thì duy nhất còn người còn lại, thì vị này rất là thật, rất là thật. Cho nên lúc bây giờ nghe già làng bảo như vậy thì đi. Thì lúc bây giờ ở nhà các bô lão cha mẹ nó trông đợi, trời đã tối rồi, mặt trời đã lặn rồi mà chưa thấy cái vị này trở lại. Thì lúc bây giờ đến tối một chút thì hào hển mệt mỏi, mồ hôi đầy lã cả mình. Thì lúc bây giờ nói, dạ thưa già làng, con đã lên đỉnh núi. Thì vị trưởng làng hỏi, lên ấy con thấy cái gì kể cho ta nghe.
Thì lúc bây giờ vị này nói dạ thưa già làng, khi lên dịch đỉnh núi con không thấy gì cả, chỉ thấy xa xa có những cái đồi núi, bốn hướng đều là những cái khoảng không. Khi lên đó thì con mới cảm nhận được cuộc đời của mình cuối cùng cũng trở về cái không. Và từ đó con thấy rất là thổ thẹn, dẹp bỏ cái bản ngã. Khi hôm nay lên đến núi cao mới thấy được cái bản ngã của mình quá lớn. Thì lúc bây giờ già làng đấy, theo cái tục lệ phong tục bản sắc của làng ta, con là cái người đã được trúng tuyển, và từ đây về sau con làm trưởng làng của cái làng này, thay thế vị trí của ta. Như vậy thì đó là những cái bản sắc đó, đây gọi là tập quán pháp, những cái bắt thành văn, nhưng mà nó vẫn có giá trị theo bản sắc văn hóa của ngàn đời của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và Đức Thầy dạy ngoài cái việc phong hóa còn lễ nghi. Lễ nghi là những nghi lễ thường thức, mình nói gọn. Trong lễ nghi này nó gồm có là quan hôn tăng tế, mà hôm nay Đức Thầy cũng dạy chúng ta đó, cần giúp đỡ lẫn nhau trong việc quan hôn tăng tế. Và đồng thời lễ nghi này, ngoài cái việc chúng ta đối với bậc bề trên, nghi lễ trong tang lễ, nghi lễ đối với ông bà cửu quyền, nghi lễ với các đình thần anh hùng dân tộc, rồi đồng thời bên cạnh đó còn có những cái nghi lễ thường thức và cái sự giao tiếp giữa con người với con người với nhau, thì đây cũng là cái nghi lễ đồng đạo. Tôi và đồng đạo ứng xử với nhau, chúng ta lấy cái lễ đối với nhau tốt lắm. Mà nếu chúng ta lấy cái phi lễ giáo mà đối với nhau thì là một vấn đề khác. Thì đó là chúng ta hiểu cái khái niệm của nghi lễ. Như vậy thì an nam phong hóa lễ nghi, Đức Thầy muốn nhắc nhở chúng ta rằng cái cốt cán, cái cốt lõi của đạo đức làm người nó không ngoài những cái vấn đề cơ bản này. Cho nên mình đưa ra một số khái niệm coi về phong hóa lễ nghi. Ví dụ như bây giờ về cái chung đó, dầu rằng cái bản sắc văn hóa phong hóa lễ nghi thì nó rơi vào từng đất nước, rồi từng đất nước đó trong đó lại phân hóa ra nhiều cái khác nhau, gọi là tùy dân tộc. Rồi điển hình dân tộc Việt Nam chúng ta có 5-4 tộc anh em, tức là mỗi dân tộc như vậy đều có một cái bản sắc văn hóa riêng, nhưng mà khi mà thành một cái chung thì nó có những cái tương hợp với nhau. Rồi nhiều khi bản sắc văn hóa này ngoài dân tộc ra nó còn chịu có sự chi phối của mỗi tộc họ. Ví dụ như tôi họ Phan thì họ Phan tôi sẽ có bản sắc văn hóa riêng, đồng đạo họ Lê thì sẽ có một bản sắc văn hóa riêng. Rồi đồng thời ngoài của từng dân tộc họ này ra thì bản sắc văn hóa này nó còn theo một cái tổ hợp của gia đình. Mỗi gia đình có một cách ăn ở cư xử nó không giống nhau, đó cũng là bản sắc văn hóa đồng đạo à. Cho nên nếu nói về khái niệm mà phong hóa lễ nghi nó rất là rộng, nhưng mà có thể chúng ta hiểu một số ý về cái chung đó. Ví dụ như phong hóa lễ nghi của đất nước Việt Nam chúng ta thì đồng đạo nhớ kỹ, hàng năm thì có cái lễ Tết. Rồi trong lễ Tết này thì có cái vấn đề gọi là mừng tuổi cha mẹ. Mùng 1 là Tết của cha, mùng 2 là Tết của mẹ, mùng 3 là Tết của thầy. Thì đó là những cái phong hóa lễ nghi. Còn nếu như hôm nay dựa vào 3 ngày Tết, người ta mừng quá, không biết làm gì, anh em gặp với nhau, chén tạc, chén thù, say xưa, rồi cờ bạc, đó là hủ bại. Mình thấy rất rõ ràng. Cho nên ngày xưa mà 3 ngày ngày Tết, đã biết con người rất là trong sạch, con người ăn chay nằm đắt, rồi người ta đi lễ lại chúc thọ, mừng thọ cha mẹ, chứ đâu có cái vụ mà cờ bạc rượu trà, đâu có cái vụ mà lu bu như chúng ta thấy những cái thời gian cận đại, những thập niên gần đây. Nhưng mà giờ này mình đã thấy đó, nhất thống nhất với nhau là vấn đề là pháo không còn rồi, còn cờ bạc thì cả một hệ thống xã hội, cả hệ thống chính trị đang đẩy lùi cái vấn đề cờ bạc này, chúng ta rất rõ. Và điều này rất phù hợp là điều thầy của mình. Rồi đồng thời chúng ta thấy thêm nữa, cái phong hóa của chúng ta thì trai với gái phải có lễ cưới mới thành chồng vợ. Đây là những điều mà không thể thay đổi được. Nếu như mà trai gái với nhau thành chồng vợ mà không có lễ cưới, đó là hủ bại. Và hôm nay mình nói bằng dân tộc Việt Nam thôi. Mà và đồng đạo thấy rõ rằng đó, ngày xưa thì nó theo một cái quy lực, cái lễ cưới phải có đến 6 cái lễ. Ngày xưa là phải làm rễ 3 năm mới được vợ, nào là mai mối đủ thứ hết.
Còn ngày giờ này nó khác rồi. Mình thấy rõ đây là những cái khác trong cái thực tế, mình thấy rất rõ đồng đạo. Rồi một năm như vậy được hoạch định là có ba cái rằm lớn. Đây không phải tính tôn giáo nha đồng đạo. Ba cái rằm lớn, thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên là tính dân tộc á. Tính dân tộc đó. Nhưng mà bởi vì chúng ta không có nhớ đến, cho nên không nhớ đến 101 năm 365 ngày ngoài 3 ngày quan trọng, 7 ngày quan trọng là 7 ngày Tết. Thì bên cạnh đó còn có 3 cái ngày quan trọng không kém là rằm tháng 7, rằm tháng Giêng, rằm tháng 10. Thì ngày xưa những ngày này thường thường ông cha chúng ta gọi là ăn chay nằm đắp để cầu nguyện cho cha mẹ, cho ông bà, cho mọi người được phúc thọ, làm ăn được mùa, tai qua nạn khỏi. Phải không đạo? Đó là những cái nét văn hóa đó. Cho nên hôm nay chúng ta thấy được rằng trong xã hội Việt Nam mà nếu những ngày này đó tốt lắm, bà con thì nói chung là dầu rằng có đạo hay không có đạo, người ta vẫn đến chùa. Rồi đồng thời nét văn hóa nữa là mỗi một năm chúng ta có một cái Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5. Thì đó là chúng tôi muốn khái nét về một số nét văn hóa, bản sắc văn hóa. Và làm rõ hơn vấn đề thì chúng tôi cùng đồng đạo chúng ta sẽ tham khảo một cái quyển mà Phong Hóa Lễ Nghi đó. Tôi cũng có ghi chép ra đây một số điều đây. Thì thật sự thì về Phong Hóa Lễ Nghi đó, đồng đạo biết tôi rất là ngạc nhiên. Có thể đồng đạo chúng ta rất ngạc nhiên khi mà chúng ta chưa có xem cái văn bản mà tôi được rút ra đó. Nguyện một quyển á, một quyển dày khoảng hàng trăm trang mà tôi rút ra chỉ có nhiêu à. Hồi đó mà khi tôi chưa xem quyển này là tôi cũng hơi hụt hẫng á. Có nghĩa là mình cứ nghĩ là Phong Hóa Lễ Nghi là cái chuyện cổ đại, cái chuyện mà thủ cụ bài tân vậy đó không à. Mình nghĩ vậy đồng đạo. Chứ mình không ngờ lại nó có những cái mà nó thực tế trong cuộc sống. Thì đây là quyển này do Thư viện Quốc gia Việt Nam xuất bản, nhà xuất bản Đông Dương năm 1920 với cái nhan đề là Phong Hóa Lễ Nghi. Tác giả là Phạm Văn Cường. Bài này có quyển này là trên dưới cái trăm trang nhưng có 33 bài thôi. Và đặc biệt quyển này là viết bằng văn vằn nha, không phải là văn tản. Thì trong 33 bài này mà tác giả Phạm Văn Cường có ghi 33 bài. Thì tôi chỉ trích một vài câu thôi, bởi vì cái trăm trang giấy trích có hai trang à. Bài thứ nhất là gì? Phận con trẻ ở cùng cha mẹ. Đây là phong hóa ngày xưa đây. Trong đó có những câu: ơn cha nghĩa mẹ câu dày, khuyên con khá nhớ hàng ngày đừng quên, ấy là đức trọng cù lao, ơn thâm nghĩa nặng lẽ nào dám quên. Vậy thì rõ ràng quý vị thấy rằng cái vấn đề Phong Hóa Lễ Nghi này, nếu nói bài này nghĩa là ơn tôi cha mẹ rồi. Giờ này nếu mà chúng ta không giữ được cái chữ hiếu trong ơn tôi cha mẹ, đó là chúng ta bỏ đi Phong Hóa Lễ Nghi rồi đúng không? Bởi ngày xưa người xưa đã rất là chú trọng nè. Rồi bài thứ hai là gì? Ở với thầy. Có những câu: thầy là đứng bậc, thầy là đứng bậc trên cha, kìa quân sư phụ ấy ba ơn dạy. Có nhiều câu lắm, tức là một bài nó có khoảng 50-70 câu đó, mà tôi chỉ rút một hai câu thôi để minh chứng thôi. Như vậy thì qua hai câu này thì chúng ta thấy người xưa cho biết đó, thầy hơn cha, gọi là quân sư phụ. Quân là gì? Quân là vua, sư là thầy, phụ là cha. Có nghĩa rằng ở góc độ nào đó, tôi nói ví dụ bây giờ mình nghe lời cha mình 10 phần thì mình phải nghe lời thầy mình 20 phần. Mình thương cha mình 1, mình phải thương thầy 10 đồng đạo. Người xưa vậy đó. Rồi từ ở cái khái niệm này, giờ này tôi và đồng đạo mình nó hình dung coi, mình có tôn trọng thầy hơn cha chưa? Nếu mà chưa là mình thua người xưa rồi. Phải không? Đáng lẽ ra là mình phải tôn trọng thầy mình, nghe lời thầy mình, hay quý trọng thầy mình hơn cha mình nữa kìa. Hơn cha mình nữa, mình nói thực tế quá, vấn đề là như thế thôi. Cho nên ở cái vấn đề này chúng ta thấy người xưa rất là chú trọng về cái ơn tam bảo đối với thầy. Nên mới có câu là nhất tự vi sư, bán tự vi sư rồi đâu. Tức là một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy đó. Mình thấy rất rõ, cho nên nếu rất rõ đó thì hôm nay mình phải nhớ vấn đề này. Rồi bài học thứ ba nó là gì? Với cô bác ông bà. Đặt ra có mẹ có cha thì có cô có bác ông bà tổ tiên, ấy là những bậc bề trên, phận con ở dưới chớ nên lỗi nghịch. Vậy thì người xưa đối ông bà cô bác thì người ta rất là tôn trọng. Mà hôm nay đó thầy cũng dạy rất rõ rồi: nội tông cùng ngoại tổ với cậu gì, thêm kính nhường anh chị kẻ cố tri, mắt chẳng thấy lũ dân phi xảo trá. Rồi đạo bè bạn bắt phân nhân cái ngã, thầy rất rõ đồng đạo.
Như vậy thì hôm nay nếu nói về người xưa thì rất là tôn trọng kính thờ cô bác. Rồi bài thứ tư là gì? Ở với anh em ruột. Anh em một mẹ một cha, giữ sao trên thuận dưới hòa mới sinh. Đây là câu của người xưa. Tính chúng ta tính giờ này là phải nói rõ là giờ này là gần 100 năm rồi, 95 năm rồi. Như vậy thì nếu nói người xưa là tình anh em, giống như ca dao Việt Nam anh em như thể tay chân, cái đó đồng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay Đức Thầy chúng ta cũng dạy rất rõ đồng đạo à. Về cái tình anh em thì Thầy xác định anh em chứ có đổ dời phụ phàng dưa muối cho lên nghĩ tình. Vậy thì người xưa phong tục lễ nghi thì anh em coi như ruột thịt, không có một sự phân biệt hơn thua, luôn luôn thương yêu đùm bọc với nhau. Thì chúng ta hiểu vấn đề đó. Rồi đến bài thứ năm là phận làm anh, phận làm em. Có những bài dạy ở trên đồng đạo, anh làm gì, em làm gì, rất là rõ nè. Do như đây chúng tôi chỉ nói gọn thôi. Rồi bài thứ bảy là gì? Bài thứ sáu là phận làm anh, bài thứ năm là phận làm anh, bài thứ sáu phận làm em, bài thứ bảy là ở với anh em bạn học. Thì có những câu: anh em bạn học một trường, như con một mẹ, xin thương nhau cùng. Đây gọi là đạo bè bạn, thuận hòa cho đến thác đồng đạo. Vì vậy nên người xưa rất là trọng. Như những cái mẫu chuyện như Lưu Bình, Dương Lễ chúng ta biết rồi. Thì đây là những cái gốc xưa, chứ không phải mà bạn mà giống như mà, tức là giống như thật sanh lý thông là đi ngược lại với bản sắc con há rồi. Hay hoặc là với là bù kiệm. Thì mọi người thấy đấy là những cái đi ngược. Rồi bài học thứ 8 là gì? Ở với người trưởng thượng, lễ nghi con giữ mọi đàn, nhớ câu kính lão đắc tràng mới hay. Có nghĩa là người xưa rất trọng cái người lớn tuổi đồng đạo, gọi là kính lão đắc tràng. Thì hôm nay Đức Thầy chúng ta cũng dạy rất rõ, không quen biết mà cao tuổi tác ta cũng nên kính trọng mới lạ. Vậy thì với cái phong hóa lễ nghi người xưa rất trọng người lớn tuổi. Rồi bên cái đó bài thứ 9 còn dạy là ở với tôi tớ, chủ lành tớ hết, tụ chủ lành tớ tớ hết dạ thờ, chủ ác thì chẳng bao giờ tớ ngay. Cho nên chúng ta thấy đây là giống như mình học mà trong cái bài Bỉ Ngôn mà Thầy dạy. Nếu mà chủ là người lành, người hiền thì tôi tớ phải nói lúc nào cũng tôn thờ phụng sự. Mà nếu mà chủ ở ác thì tôi tớ không có ngay thẳng được. Rõ ràng đây là một cái quy luật trong đạo. Nếu mình sống được cái này rất là tốt rồi trong cuộc đời, cuộc sống của mình. Rồi bài thứ 10 là ở với láng giềng, hơn thua tiếng nói mà chi, tranh đua hư thiệt ít gì cho ai, chi bằng hòa thuận hoài hoài, giữ tình lân hảo chen vai chung cục. Chúng ta thấy rất rõ không? Cái này là ở xóm riền đó, ăn ở thật thà đó, không quen biết ở xóm riền ở thật thà, giàu không quen biết cũng là như quen đồng đạo, như thầy chúng ta dạy. Vì thì với một lối sống cư xử này, đó là lễ đó, phong tục lễ nghi đó, tức là những cái mà chúng ta thấy trong cái cuộc sống hàng ngày. Rồi bên cạnh ở với láng giềng còn ở với tàn tật, bài thứ 11, những người tàn tật chớ khi, trong đời ai dạy, trong đời ai dễ, muốn chi đu què, chẳng qua căn kiếp nặng nề, kẻ mang bệnh nọ, người thì bệnh kia. Cho nên ủ ý nói cái bài số 11 này thì mình đối với người tàn tật đu cù đó đắt đắt, thì đây mình phải hết sức là tôn trọng người ta, tội nghiệp người ta. Thì đồng đạo khi đọc giảng thầy nó thấy rất rõ rồi. Điều này Đức Thầy luôn luôn răng dạy chúng ta, nhất đỡ quyển giảng thứ nhất ha. Rồi bài thứ 12, khuyên con kẻ ở cần kiệm, với những câu: ở đời phải kiệm phải cần, siêng năng có của, làm ăn nên nhà. Ông cha chúng ta ngày xưa là đã dạy về cần kiệm thôi. Thì hôm nay Đức Thầy cũng dạy chúng ta thì nó cấm thứ nhì mà thấy rất rõ rồi. Và Đức Thầy dạy là khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lười, phải sốt sắng là cần thiết. Cho nên cái sự mà cần kiệm sốt sắng lo làm ăn thì đây là những cái điều kiện mà đã có từ ngàn xưa. Đức Thầy nhắc nhở lại cho chúng ta biết đồng đạo. Mình thấy rất rõ đây là những câu mà tôi thấy nó rất phù hợp lời Thầy tôi rút ra để chúng ta minh chứng trong vấn đề phong hóa lễ nghi ngày xưa. Rồi chẳng nên hà tiện nữa. Bài thứ 13 là chẳng nên hà tiện. Có câu tiểu phú do cần, những người hà tiện chớ gần con ơi. Nếu mà chúng ta ích kỷ, hà tiện, nhỏ mọn, không được. Điều này ông cha chúng ta không chấp nhận đồng đạo về phong tục lễ nghi nè. Rồi khuyên đừng cờ bạc nữa. Bài thứ 14 đừng cờ bạc. Cờ bạc nó hại người hiền, tán gia bại sản, điền viên tiêu điều. Thì chúng ta thấy không, cách đây hàng trăm năm ông cha chúng ta là không chấp nhận cờ bạc rồi. Rồi nào là cờ bạc là bắt thần bần, cửa nhà bắn hết, cha chân vào cụm. Cho nên hôm nay điều đang cấm đầu tiên có thầy dạy này là chúng ta thấy ngay chăng luôn. Mà giờ này mà thấy đó, có rất nhiều người phụ rẫy đi cái những cái vấn đề phong hóa lễ nghi này.
Rồi bài số 15, chẳng nên uống rượu. Tôi ngạc nhiên nhất là cái điều này đồng đạo. Mình cứ nghĩ là người sẽ uống rượu chứ, nhưng mà khi mà chúng ta xem lại trong phong hóa lễ nghi cách đây hàng trăm năm, thì bài số 15 là chẳng nên uống rượu. Rượu là một món hại người, ai mang bệnh ấy tiếng đời chê bai. Nếu như xã hội uống rượu đó là món hại người, ai mà ghiền rượu rồi thì đâu ai khen, cả đời chê bai. Cho nên hôm nay chúng ta nhận định rằng người xưa không chấp nhận uống rượu, chỉ ở cái vấn đề rượu lễ thôi, thì đó là cái chuyện ở hạn chế mức độ thôi. Rồi điều thứ 16 là đừng có hút, đừng hút áp phiện. À, ngày xưa không cho hút áp phiện, cấm đồng đạo. Món này thật rất hại to, những người mang nó ốm mo gầy mòn, lâu ngày thịt hết xương còn, môi xanh mặt tái, hao mòn hình dung. Nói ở đây chúng ta nhớ là hình ảnh của ông Hương Bộ Thạnh, gầy mòn thân thể, đó là vội buồn ngơi. Ông Hương Bộ Thạnh là người hút thuốc phiện rất là nặng năm đó. Cho nên hảo nào chính vì vấn đề này mà trong điều răng cấm đầu tiên của thầy dạy là có đủ để trừng mà, thấy không? Có đủ hết rồi, người xưa người ta không có chịu cái này. Ngày nay thì chúng ta thấy vấn đề ma túy đá, ma túy thần, thì đó là những cái nó đang đi ngược lại phong tục lễ nghi. Rồi đến cái bài thứ 17 là gì? Chớ có tham lam. Tham lam gian xảo của người, hoạch tài bắt phú mấy đời nào xong. Thấy có thấy của người lại động lòng, sanh tâm gian xảo ấy không ra gì. Cho nên chúng ta thấy không, ngày xưa người xưa đâu có chịu tham. Đây nói tình dân tộc đó, chúng ta không nói tình tôn giáo đồng đạo à. Cho nên hôm nay mà học cái này rồi, chúng ta mới thấy giữa tôn giáo và dân tộc nó mang một cái sự hài hòa đồng điệu, nó gần gũi với nhau. Ông cha chúng ta là bài trừ vấn đề tham rồi, đâu có chịu tham đồng đạo. Mà hôm nay chúng ta học là đức thầy quá tuyệt vời. Rồi bài thứ 18, ăn ở thật thà. Cơ thâm thì quả diệt thâm, phiền còn khắc cốt minh tâm lời thầy. Chúng ta thấy không, đức thầy cũng có ghi câu này, cơ thâm thì quả diệt thâm, nào trong sách sử có làm ở đâu? Sách sử nào? Sách sử này nè, sách sử này mà mình vừa tìm ở trong là phong qua phong quá lễ nghi đồng đạo, mà quyển nhất thầy dạy. Cho nên hôm nay nếu nói đến cơ thâm thì quả diệt thâm, điều này nói điều gì đồng đạo? Nói lên một tinh thần nhân quả. Ông cha chúng ta ngày xưa đã hiểu nhân quả rồi, ta hiểu nhân quả đồng đạo à. Cho nên hôm nay chúng ta thấy rõ đức thầy mới tùng trùng tiến lại. Vì vậy cho nên mình ăn ở thật thà, luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bình chí có ngày thông thả nè, thì làm việc thẳng ngay là gì? Đây là bài thứ 18, ăn ở thật thà. Nó có những cái mà chúng ta thấy mình bất ngờ thật, hết sức bất ngờ. Rồi điều thứ 19 là gì? Bài 19 là gì? Phải chừa nó láo, tức là vọng ngữ ha. Nói láo tánh xấu phải chừa, mình không ưa láo, ai ưa láo mình? Tôi thật sự tôi tâm phục câu này đồng đạo. Tức là mình không ưa láo, mình không ưa láo, ai ưa láo mình? Rồi hay hơn là nói thật tình, dùng lời chân chất, giữ gìn thanh danh. Mình gặp người ta nói láo, mình ghét người ta, không ưa người ta, thì đương nhiên mình nói láo, ai ưa mình đồng đạo? Rất tuyệt vời, phải không? Ông cha chúng ta có những bằng thơ mà thật sự là mình không ngờ là nó tiện như thế đâu. Nhất là hôm nay học là đức thầy, thì chúng ta thấy rằng cái điều 19 này rất phù hợp với ác phụ ngữ mà nó thầy dạy chúng ta rồi. Rồi cái bài 20 là gì? Bỏ thói đòn sóc. Đòn sóc là đâm bị thóc, thọc bị gạo, là lưỡng thiệt đồng đạo. Bỏ thói đòn sóc. Đòn sóc là thói xấu thai, đâm hang thọc chuột xưa nay hiếm người, trang thân ra đứng trong đời, làm người như thế tiếng cười thiên thu. Tức là đằng này nói như vậy, là đằng kia nói như khác. Lạc ác đầu tiên, ác thứ nhất ấy là lưỡng thiệt đó. Với người này dùng lời tha thiết đến kẻ kia đông thọc cho gáy. Thì hôm nay chúng ta học cái phong hóa lễ nghi này, chúng ta mới cảm nhận là đức thầy quá tuyệt vời. Đức thầy không có dạy ngoài phong hóa lễ nghi tinh thần dân tộc đồng đạo ạ. Rồi cái bài số 21 là tập tánh siêng năng. Thì chúng ta hiểu là người xưa luôn rèn luyện, luôn dạy chúng ta tập tánh siêng năng. Rồi bài 22 là phiên đừng làm biếng. Thì thầy cũng dạy là ta chẳng nên lười biếng rồi. Bài 23 là giúp đỡ lẫn nhau. Cả kêu mấy triệu đồng bào, sanh ra một nước khác nào anh em. Giúp nhau chớ có tị hiềm, vịnh nhau đoàn thể mà tìm nẻo xa. Chúng ta đọc các đoạn thơ thấy gần gũi, cực kỳ đó. Thật sự điều này mình đã làm rồi, mà thầy đã dạy lần gần, chứ những tỉnh xa lúc xưa thì cũng ruột ràng với nhau. Cho nên khi đọc đến đây là cái tựa đời là giúp đỡ lẫn nhau, thì giờ này chúng ta đã quán triệt đồng đạo. Mình đã quán triệt mà ca dao cũng dạy rất rõ là một miếng khi đói bằng gối khi no. Đây là phong tục phong hóa lễ nghi. Đồng đạo đi làm từ thiện là chúng ta đang thực hiện theo một cái nết, cái nét đẹp của bản sắc văn hóa truyền thống ngàn đời đó đồng đạo à. Chứ không phải là mình nói đơn điệu ở tính tôn giáo đâu, mà đây là tính dân tộc. Tính dân tộc
của người dân tộc Việt Nam chúng ta. Rồi cái bài 24 kêu nhau hùng hiệp, hùng vốn làm ăn, giao thương ngoại quốc. Thì thời kỳ đó ông cha chúng ta cũng kêu hùng vốn với nhau, hợp tác với nhau, rồi thành lập những tập đoàn, rồi những công ty, những liên danh để làm chi? Nè, giao thương ngoại quốc nè. Thì điều này chúng ta làm rất tốt, nhờ giao thương ngoại quốc. Nhờ chúng ta là phải nói rõ là ngoại giao với các nước trên thế giới, đất nước Việt Nam chúng ta đã phát triển đến giờ này đồng đạo. Có nghĩa là mình không còn bế quan tỏa cản. Mà nếu giờ này mà mình nói gọn á, giờ này mà với một cái quyết định mà bế quan tỏa cản là đang đi ngược là cái này đúng không? Ngược là phong quốc lễ nghi. Trên giờ này thì dân tộc Việt Nam chúng ta đã làm được điều này. Đó là theo cái truyền thống ngàn đời ông cha chúng ta đó. Rồi bài số 25 là nữ tắc. Nữ tắc là gì? Lời dạy con gái à. Rồi bài 26 là về tuổi thơ khi ở nhà. Ngày xưa kỹ lắm, con gái dạy làm sao, khi ở nhà làm sao, thì một lát nữa tới Tam Tùng Tứ Đức chúng ta bàn rõ đây này chút. Rồi ở với tôi tớ trai, có nghĩa là trong nhà mà có tôi tớ mà con trai đó thì phải làm sao. Rồi bài thứ 28 là khi ra đường con gái phải làm sao. Bài thứ 29 là về tuổi lớn khôn con gái phải làm sao. Bài thứ 30 ở với cha mẹ chồng con gái phải làm sao. Bài số 31 ở với cô bác bên chồng. Bài số 32 ở với em chồng à, tức là ở với anh em chồng. Bài số 33 là phận làm mẹ. Thì đó là 33 bài mà trong phong quá lễ nghi. Vậy thì khi mà chúng ta lướt qua để mình thấy là An Nam phong quá lễ nghi, đây là phong quá lễ nghi mà chúng tôi được vừa bàn đó, chỉ đúc một quyển nhỏ thôi mà chúng ta thấy là có những cái điều rất là phù hợp với người tín đồ Phật giáo hảo chúng ta. Cho nên hôm nay kêu ra đời mở đạo, Đức Thầy viết phong quá lễ nghi. Phong quá rồi có chỗ phong quá lễ nghi là trên dưới 7 lần đồng đạo. Tùy phong quá dân sanh phù hợp, chấp bút thần tết bổn kinh, hay hoặc là tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh rỗi nên thường coi kệ giảng và giữ gìn phong quá nước nhà. Ta thừa vâng sắc lệnh Thế Tôn khắp hải giới truyền khai đạo pháp, tùy phong quá dân sanh phù hợp, chấp bút thần tết bổn kinh. Thì đó là chúng ta hiểu về cái khái niệm là An Nam phong quá lễ nghi đó. Hiểu cái này chúng ta mới cảm nhận là Đức Thầy có những cái hài hòa đồng điệu, nó gần với dân tộc. Và thật sự đây là dân tộc, đó mới là cái tính dân tộc đạo Phật giáo hòa hảo. Từ xưa đến giờ chúng ta nói Phật giáo hảo là nền đạo xuất phát từ dân tộc. Nhưng mà từ dân tộc chỗ nào? Chỗ này nè, chỗ mà tôi đút ra 200 giấy trong 100 trang của cái quyển Phong Quá Lê Nghi này. Hai đồng đạo, đây là chúng ta đúc kết trong cái tình dân tộc đó. Và câu giảng thứ hai, Đức Thầy dạy đời nay văn vật bỏ đi chẳng dình. Đây là Đức Thầy phê phá xã hội. Đời nay là khi Đức Thầy ra đời mở đạo. Đời nay là thế kỷ 20 trải dài đến thế kỷ 21 trong cuộc sống hiện tại. Và Đức Thầy dùng từ văn vật. Như vậy thì chữ văn là văn minh, chữ vật gọi là vật chất. Cho nên Đức Thầy gọi là đời văn minh vật chất bỏ gương xưa, nghiệp tổ tiên con cháu dày bừa học thói mới lăn lộn theo sở dục. Mà khi trao lời cùng ông Táo Thầy đã dạy, hoặc là đời vật chất văn minh chiều chuộng, vì thời lai vẫn bị trải qua, lòng sắc son đây đó nõn nà, tâm não bích bê tha chậm trễ. Mà khi Đức Thầy chúng ta tâm sự với ông Tham Tán Ngà thì Đức Thầy đã dạy. Cho nên từ ghép từ văn vật là văn minh. Văn minh xuất phát từ đâu? Thì văn minh là những cái sáng. Bởi vì cái chữ văn nó đẹp đồng đạo, mà chữ văn là cũng đẹp nữa. Văn minh nó xuất phát từ văn hóa nha. Tức là cái nền tảng của văn minh nó phải ở từ văn hóa. Nếu nó đồ đó chữ văn minh là đẹp, đẹp mà sáng nữa, có nghĩa là làm sáng cái nét văn hóa, làm sáng cái phong tục, cái lễ nghi. Nếu đúng là như thế đó. Rồi chữ Phật là vật chất như chúng ta vừa bàn, tức là chạy theo vật chất. Chữ Phật ở đây cũng một nghĩa nữa, đó là vật dục. Mong dương trần tỉnh giác nam kha, trừ vật dục trì trơn bất hoại. Hay hoặc là Thầy dạy rất rõ cuộc, tức là gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc tri quan thường giết khách tài qua. Nghe chuông linh sớm dứt bể ấy hà, kẻo vật dục cuốn lôi vào bể khổ. Như vậy thì chữ vật này nghĩa là vật chất, nhưng mà vật cũng là vật dục. Mình hiểu về từ ngữ như thế bởi vì Đức Thầy dùng những từ ghép. Ở đây câu này là chỉ có 8 từ thôi. Cho nên nếu Đức Thầy dùng là đời nay vật chất, rồi đời nay là văn minh vật chất bỏ đi chẳng dình, thì không còn là nhà thơ nữa rồi đúng không? Không còn là văn thơ nữa. Cho nên Thầy dùng cái từ ghép.
Và đặc biệt khi mà chúng tôi tìm hiểu trong toàn bộ Đức Thầy, thì cái từ văn vật này Đức Thầy viết có 5 lần thôi, không nhiều lắm. Nhưng mà khi chúng ta tìm hiểu 5 lần này thì đồng đạo sẽ cảm nhận được Đức Thầy phê phán cái hoàn cảnh xã hội. Ở đây Đức Thầy chỉ phê phán những cái xấu chứ những cái tốt thì Đức Thầy luôn nêu cao. Bởi vì cái vấn đề văn minh trong cuộc sống loài người, đây là những điều mà chúng ta nằm mơ cũng không nghĩ được đồng đạo. Tức là theo cái trào lưu phát triển của thế giới mặt bằng chung thì cần nhờ có sự văn minh để thế giới được phát triển, để cho con người có được đầy đủ những cái vật chất rồi luôn cả những cái vật dụng trong cuộc sống hàng ngày để được phát triển. Nhờ có văn minh mà ở đây chúng ta biết thế giới sao chúng ta biết hết. Nhờ có văn minh mình mới biết được quá nhiều thứ có thể chúng ta không đến được thông qua các nền tảng trên mạng xã hội, thông qua internet, thông màn ảnh nhỏ, thông qua một cái chiếc điện thoại thông minh, smartphone. Thì mỗi đồng đạo chúng ta biết hết mọi thứ. Cho nên nhờ văn minh, nhờ rất nhiều văn minh. Nhưng bên cạnh đó, cái gì cũng có hai mặt. Như chúng ta bàn hồi nãy, phong tục là tốt, nhưng mà lại nó kèm theo cái mỹ tục. Nó kèm theo cái hủ tục, những cái tục lệ đổ nát. Vì vậy nên ở đây nói vấn đề để làm chi? Khi đưa vấn đề gì ra thì chúng ta cũng phải bình một cái. Cho nên không khéo, hồi nãy Đức Quỳnh giáo chủ, Đức Thầy chúng ta là không chấp nhận văn minh vật chất là không đúng đồng đạo. Không đúng. Mình phải khẳng định điều đó một cái. Cho nên cái gì được là được, cái gì không được là không được. Vì vậy cho nên từ văn vật ở đây, ngoài ở chỗ này, thì trong quyển 3 Đức Thầy cũng dạy rất rõ đồng đạo. Trong quyển 3 Đức Thầy đã khẳng định rồi, nào là luân lý tứ ân phải lo đền đáp sát thân mới còn, ai mà sửa đặng vuông tròn long vân đến hội lầu son dựa kề, thương người văn vật sai mới, làm điều tàn ác thảm thê sau này. Như vậy thì cái người mà làm ác á, cái người mà dựa vào văn vật đó mà làm ác đó thì sau này khổ. Còn cái người dựa vào văn vật mà làm hiền làm lành để phát triển sỏi càng đi lên thì tốt, phải không? Rồi trong quyển 4 Đức Thầy cũng dạy về văn vật nè: chay 4 bữa ấy là quy tắc, của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh, con Phật thì chẳng có khôn lanh, đời văn vật khôn ma khôn quỷ. Thì như vậy thì chúng ta thấy rõ rồi, lo trang sức kim thời quê Mỹ, rồi phụ phàn tục cổ nước nhà, trong tâm thì chứa chữ gian tà, chớ chẳng chứa tấm lòng bác ái, học chữ nghĩa cho thông cho thái, đặng phê phan đài, đặng xuê sang đài các xe tàu, tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, trong tâm ý mưu mô đủ thế. Thì chúng ta đọc một đoạn đó chúng ta thấy rất rõ rồi, đời văn vật khôn ma khôn quỷ. Tức là những người mà dựa vào văn vật họ làm ác đó, khôn ma khôn quỷ là gì? Là cái tâm địa xấu ác đó, tâm địa gian tà đó, tâm địa mà ích kỷ nhỏ mọn, tâm địa mà lợi mình hại người đó. Thì cái này Đức Thầy phải nói gọn là không chấp nhận đồng đạo. Thì đó là chỗ thứ ba mà Thầy viết ở cái chỗ văn vật. Rồi chỗ thứ tư nữa Đức Thầy viết trong bài Diệu Pháp Văn Minh: cặp bắt thánh dồn xem tứ hải, thương hồng trần mượn sát tái sanh. Cái thứ đồng đạo, bởi vì đời văn vật cạnh tranh cho nên mất khổ, mất thảm não. Bởi vì đời văn vật cạnh tranh cho nên lúc bây giờ mới làm nên cái điều gian ác để đòi thảm não. Mà nếu văn vật mà không cạnh tranh, văn vật bình đẳng, văn vật tôn trọng những cái hiệp ước không có sự cạnh tranh, hoặc là cạnh tranh lành mạnh, thì vấn đề Thầy không nói tới. Thầy nói vấn đề cạnh tranh là chứ có những cái cũng dựa vào văn minh vật chất họ cạnh tranh. Cạnh tranh là cạnh tranh phải nói rõ là bất chấp đó, cạnh tranh mà thiếu văn hóa, phi đạo đức đó, cạnh tranh không lành mạnh thì Đức Thầy không có chấp nhận cái này. Và đặc biệt cái chỗ sau cùng Thầy viết trong cái bài cho ông Lương Văn Tốt: đời văn vật say mê khổ thảm, người nào đà tường lãm nho văn, xưa nay mèo mã lung lăng, làm cho quên mắt đạo hoằng thánh nhân. Như vậy thì văn vật họ dựa vào văn minh vật chất để họ làm gì? Cái chuyện gọi là mèo mã gà đồng, đi ngược thánh nhân. Thì điều này Đức Thầy không chấp nhận. Và chẳng những đi ngược thánh nhân, đi ngược với một cái triết lý gọi là Đức Khổng Tử dạy rất rõ đó. Đó tức là khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh, sách thánh hiện đạo làm người. Hay hoặc là trai trung liệt, đáng trai hiền thảo, ghét tiếng trinh mấy gái nam trào. Thì nếu như đi đúng như thế thì Đức Thầy đâu có bài bác văn vật đồng đạo, phải không?
Lúc này thì họ dựa vào văn vật để họ làm những cái chuyện gọi là mèo mã lung lăng. Ngày xưa đâu có mèo mã lung lăng nhiều, nhưng mà giờ này nó nhiều. Là thông qua cái gì? Thông qua văn minh. Văn minh là cái gì? Là nền tảng mạng xã hội. Văn minh là cái gì? Văn minh là chiếc điện thoại, phải không? Rõ ràng ngày xưa không có nền tảng xã hội, có đầu ghi tin nhắn. Hầu thưa mà hồi xưa mà thương yêu nhau đó, mà kiếm người đưa thơ đó, hầu thời tôi cũng còn viết thơ nữa. Hầu đó mà khi mà có tình yêu nó cũng viết thơ, mà gửi được một cái lá thơ phải mướn mấy ly phải sữa mấy đứa nó mới gửi, trần ai trần quấn. Còn giờ này nói chung là thời buổi này họ đâu cần gửi thơ, nó chỉ cần tin nhắn gửi sạc sạc lát là xong, hò hẹn chỗ này chỗ kia chỗ nọ lát là xong. Thì phải không, họ dựa vào văn minh mà họ làm cái chuyện gọi là bắt tùng thánh tiên. Họ làm cái chuyện nhục mạ tông môn, cho thầy dùng cái từ là mèo mã gà đồng, chúng ta biết rồi đó. Rồi đặc biệt các thầy lại phê phán, họ dựa vào văn vật, rồi họ quên đi cái đạo hành thánh nhân. Mình thấy rất rõ. Như vậy thì khi đồng đạo hiểu được năm cái chỗ, một chỗ trong bài này, bốn chỗ trong quyển ba, rồi một chỗ ở trong quyển tư, một chỗ trong cái bài tức là cho ông Lương, đức thầy cho ông Lương Văn Tốt và đức thầy viết trong cái bài Diệu Pháp Văn Minh, thì hiểu vấn đề này đồng đạo chúng ta mình mới biết được đó là đời nay văn vật bỏ đi chẳng dịch. Như vậy thì thông qua hai câu giảng này, cái cốt lõi đức thầy dạy chúng ta phải gìn cái phong hóa lễ nghi, nói gọn vậy đó, tức là gìn tục cổ trong đó. Cũng là Nam Việt cũng màu da, sao lại chê bai thói tục nhà, phong hóa lễ nghi trề nhúng bỏ, gia nghiêm nghĩa tiết quán Nam gia. Mà trong cái bài gìn tục cổ thầy đã giảng rồi. Như vậy thì giờ này thông qua câu giảng này, chúng ta sẽ rút ra một số bài học kinh nghiệm để chúng ta thực hiện. Nhất là mình hiểu được cái phong hóa lễ nghi ông cha chúng ta để lại, có sách đàng hoàng. Chỉ cần đạo gõ quyển sách phong hóa lễ nghi mà hồi nãy mà tôi vừa nhắc đó, thì đồng đạo sẽ hiểu được có nhiều cái hay. Tôi chỉ rút ra có 200 giấy thôi, cho nên 100 trang đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái hay. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta muốn thực hiện được cái vấn đề này, thì cái cốt lõi đầu tiên nhất, nếu nói về cái riêng, thì đức thầy dạy là câu tam tùng bọn gái nước ta, chữ hiếu nghĩa kẻ trai cho bạn. Vậy thì nếu nói về cái riêng đó, mà dựa vào lời của đức thầy, thì nữ phải có tam tùng, phải có tư đức. Còn trai nam thì sao? Phải có tam căn ngũ thường. Đây là cái riêng đầu tiên cần phải có. Cho nên giờ này đồng đạo chúng ta thấy đức thầy phê phán xã hội như thế, thì đối với chúng ta là người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Cho nên hôm nay vì phận nữ thì mình phải giữ được tam tùng tứ đức. Mà tôi vừa nhắc câu tam tùng là bọn gái nước ta chữ yếu nghĩa cái trai cho vẹn đó, thầy viết từ tam tùng đến hai chỗ. Một chỗ mình vừa nhắc, rồi một chỗ trong quyển 3 thầy cũng dạy rất rõ. Cái thưa đồng đạo, thầy dạy rất rõ. Trong quyển 3 đó thầy cũng dạy về tam tùng, chẳng những tam tùng mà đức thầy còn dạy luôn công dung ngôn hạnh về tứ đức. Vậy thì giờ này phận nữ thì quý vị chúng ta phải giữ tam tùng. Hôm nay chúng ta bàn cái xưa một chút, bởi cái chúng ta đang bàn nó rơi vào phong hóa lễ nghi cách đây hàng nghìn năm, hàng trăm năm, chứ không phải có chuyện mấy chục năm về trước. Không đồng đạo, mình cho nên mình bàn những vấn đề này, đời biết suy kim nghiệm cổ, thông cơ đồ duy nghiệp thánh hiền. Như vậy thì tam tùng thì tại gia thì tùng phụ, xuất giá thì tùng phu, phu tử tùng tử. Vì nghi nghiệp như thế thì chúng ta đọc cái bài này thấy có rất là nhiều ở cái đoạn sau nói phận gái. Nào phần gái không thì tác giả mà ghi ở đây thì tôi xem lại trên dưới là từ bài 25 mà đến cái bài 33 đồng đạo đấy, 8 cái bài mà phong hóa lễ nghi đó dạy phận nữ. Như vậy thì nó cũng không ngoài ý đức thầy dạy về tam tùng. Cho nên hôm nay là nữ nhi khi ở nhà thì chúng ta phải nghe lời cha mẹ, không được cãi cha mẹ đồng đạo. Đó là một cái quy tắc là đặc để. Mà nếu như phận gái giờ này sống chung với cha mẹ mà cãi cha cãi mẹ là chúng ta đang bị văn vật nó lôi cuốn chúng ta. Mà thật sự đồng đạo thấy rõ, nhất là bọn gái mới ra đường tha thước, bỏ hết trơn nề nếp ông cha, và sao khác tánh tình người cổ nước ta nên phải chịu đớn đau đủ cách. Bởi vì chính vì mình khác, phải chi mình giống tánh tình người cổ nước ta, đâu có đớn đau đủ cách. Mà thật sự đồng đạo thấy không, ở nhà quý cô quý cậu quý chú bác mà có con gái ở nhà đây thì mình cưng trứng mỏng hay đồng đạo. Mình thì khi là mình còn nghe lời nó, chẳng những nó không nghe lời mình, nó cãi mình, mà nhiều khi ngày xưa thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, ngày nay thì con đặt đâu cha mẹ ngồi đó, phải không quý con? Rõ ràng đúng không đồng đạo? Mình thật sự mình nói rõ vấn đề này đồng đạo à. Cho nên cái vấn đề này nếu như nữ nhi
thì chúng ta phải hiểu phụ nữ người tín đồ Phật giáo và hảo, cái thứ nhất là phải tại gia tục phụ, và đồng thời khi cái thứ hai nữa, cái tùng thứ hai nữa là xuất giá tùng phu. Khi có chồng phải về sống với chồng, chứ không phải có chồng xong rồi cái lôi chồng về ở với gia đình mình là không được. Mà tôi thấy ngày giờ này nó có đồng đạo à, khi mà có chồng xong rồi bà vợ chồng khó quá anh ơi, bên anh nghèo quá anh ơi, em làm dâu không có nổi, em về bên em à, nếu mà thương em thì anh cuốn gói theo em, còn không thôi hai đứa mình chia tay. Vậy đồng đạo thấy sao, con mình nó chia tay được không? Dễ gì, dễ bỏ công viên nó được, nó bỏ cha bỏ mẹ nó được, nó không bỏ vợ được đồng đạo, phải không? Mình phải bàn những cái này để mình thấy là Đức Thầy nó siêu chỗ này. Vì vậy nên hôm nay chúng ta nhớ kỹ, mình là phụ nữ không dứt phát là mình không được phụ đẩy bên chồng, tránh trường hợp là chúng ta phải nói gọn là rù quến chồng về ở với mình. Đây là cái điều đi ngược là Đức Thầy về tám tụng. Dầu rằng ông và chồng, bà và chồng khó khăn, dầu rằng bên chồng nghèo sơ nghèo sát, nhưng mà đã làm dâu người ta rồi thì phải tôn thờ bên chồng đồng đạo à. Tôi nếu nói góc độ nào đó thì người con dâu đó, người phụ nữ đó phải thương ông và chồng, bà và chồng hơn là cha mẹ ruột của mình nữa. Tôn thờ tộc họ bên chồng hơn tộc họ của mình đồng đạo. Bên chồng là số 1 nha, bên mình là số 2 mới được nha. Đây là tôi nói theo kinh sách đó. Mà nếu như chúng ta là người nữ, mình có chồng, mình tôn chồng bên mình, biết mẹ mình, biết cha mình, ông người chồng, bà chồng kể đi, thì đây là những cái chúng ta đang đi ngược ha. Thì đó gọi là cái can, cái tùng thứ nhì. Và cái thứ ba nữa là gì? Cái thứ ba nữa ngoài cái việc là xuất giá tùng phu, và cái thứ ba là phu tử tùng tử. Như vậy thì phu tử là chồng chết. Cho nên trong cái đoạn này có hai chữ tử nhưng mà hai nghĩa. Cái nghĩa đầu là phu tử tùng tử, cái chữ tử đầu là phu tử là chồng chết, nhưng mà tử, chữ tử sau là con. Tùng tử là tức là ở dạy nuôi con, con còn nhỏ thì lo nuôi con, học cho con ăn học nên người. Mà khi con lớn rồi, khi già rồi, quá phụ rồi thì phải nghe lời con ha. Đó là phu tử tùng tử. Thì đây là một cái nét ngày xưa, bởi vì người nữ ngày xưa rất là trọng cái chữ tinh tiết đồng đạo à. Khi mà chưa có chồng thì giữ chữ trinh, nhưng mà khi có chồng rồi giữ chữ tiết à, không bao giờ người ta thất tiết đâu. Còn xã hội ngày nay chúng ta thấy không, rõ ràng đời nay văn vật bỏ đi chẳng nhìn, lão ba lắc đầu liền, ý chán vậy đồng đạo. Thấy không đồng đạo, ở đây không phải là mình quơ đũa cá nấm đâu, nhưng mà thật chất ra một nắm đũa này hầu như nó muốn hết rồi, kiếm chiếc không ra đồng đạo à, phải không đồng đạo? Cho nên giờ này thật sự một chữ trinh thôi, cái chữ trinh và chữ tiết đi, thì thật sự chúng ta thấy nó khó. So ngày xưa tại sao khó? Tại vì ở chỗ bên bàn nãy nè, ở chỗ mà lung lăng mèo mã gà đồng nè, ở tại văn vật đồng đạo, mình phải hiểu vấn đề đó. Thì đó là chúng tôi nói một số khái niệm về tam tùng. Rồi về tứ đức nữa, Đức Thầy dạy công là phải sửa làm sao làm ăn các việc tầm phào. Cho nên mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hên với người. Như vậy thì đối với người nữ, chữ công này nói cho đủ là gì? Nói cho đủ tức là đây là những cái việc gọi là nữ công gia chánh. Nói gọn là vậy đi. Nghĩa là người nữ, chữ công này là chúng ta cần phải hiểu biết một khái nét về nữ công gia chánh. Thứ nhất là biết nấu nướng, dọn dẹp, làm ăn cái gì ra cái đó, đừng có làm cái việc tầm phào. Đức Thầy dạy làm tầm phào là biết cái tầm phào sao đồng đạo à, phải không đồng đạo? Thì mình chỉ gọn thôi. Rồi chữ dung là sao? Chữ dung là phận đàn bà vóc mình tư tấn đứng đi dịu dàng, dầu cho mắt chữ nghèo nàn cũng là phải sửa phải sang mấy màu. Như vậy Đức Thầy dạy chữ dung là tư tấn, có nghĩa là người phụ nữ Việt Nam, người phụ nữ của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải đẹp, tươi tấn, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, không đồng đạo? Chứ giờ này mình là tu ở dơ không được đâu ơi, điều này không chấp nhận được à. Mình ăn mặc đó làng sàng không được đồng đạo. Nếu mà nói chữ dung này ăn mặc làng sàng không được, ăn mặc cái áo gì đâu không biết ủi gì trơn, cái bằng nó rút lên nó tới trong quần sao được đồng đạo? Mà ăn mặc cái áo đâu mà khúc màu đỏ, khúc màu trắng, nó phai màu cho không có được. Đức Thầy dạy nè, đấy Thầy dạy à, phải tôi nói nha, dốc mình tư tấn đó, quý cô đẹp đẹp chút có được. Đẹp chi ạ? À? Thứ nhất là mình là người lịch sự, lịch sự nha, giàu rằng người tu cũng lịch sự. Thứ hai nó đẹp chi ạ? À? Đẹp cho chồng mình không dòm, để không thôi không dòm gái khác không mà, đàn bà khác mà không dòm vợ nhà. Nó có lạ đồng đạo à, có nhiều ông đàn ông á, đây là tôi nói về tâm lý, vợ nhà trang điểm dọn dẹp chút cái mình ghen à, mình bức đức à,
mà ra đường gặp phụ nữ người ta trang điểm lộng lẫy, mặt đầm mặt tiếp mình nhìn chết thì đó, nhìn cái bằng nhìn miết miết cái đó, đó phải không đó. Mà tại sao mình không cho vợ mình ăn dọn để mình nhìn vợ mình hạnh phúc trào dâng, mà mình nhìn vợ người ta thì nghiệp nó kề dao, nó kề cổ, phải không? Là mình phải nhận định điều đó. Cho nên ở đây muốn nói thế này để chi? Để chúng ta có được cái sự hài hòa với nhau. Đức Thầy dạy bắt mình tư tấn đứng đi dịu dàng, và đồng thời người phụ nữ phải là người dịu dàng, người hiền hậu, chứ không phải mà vô duyên chưa nói mà cười chưa đi mà chạy người vô duyên không được. Hồi đó chưa tu sao cũng được, còn giờ này mình tu là phải dịu dàng, thùy mị, nết na. Rồi Đức Thầy dạy là giàu cho mắc chữ nghèo nè, giàu nghèo nhưng mà cũng phải sửa sang, chứ không phải nghèo để cho nó rách nát làm sao. Đức Thầy chúng ta rất là tâm lý vấn đề này, giàu nghèo nhưng mình cũng phải sửa sang mình cho nó có một cái nét gì đó, nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ, nó tư tấn một chút thì đó là dung đó. Rồi ngôn là gì nữa? Ngôn là lời nói mặc dầu cũng cho nghiêm chỉnh hậu khôn ngoan, đừng dùng lời tiếng khoan ngang thì cha với mẹ mang tấm lòng. Như vậy thì cái người nữ về cái chữ ngôn trong ngôn công dung hạnh này thì phải nói thật thà, đừng có nói là phan ngang là ông cha nói, chúng ta nói sao phan ngang bữa cũ, phan ngang là nó cọc lóc, phan ngang nó bằng giá khẩu đồng đạo, tức là nói mà chúng ta không có ngọt dịu á, nói mà sẵn lè hả, nói mà cọc cằn thì đó là những cái điên lừa. Như vậy thì về cái chữ ngôn này thì mỗi đồng đạo chúng ta phải nhớ để chi? Để chúng ta dạy con, phải không đồng đạo? Và nó cũng phù hợp là với Đức Thầy. Rồi cái cuối cùng là hạnh, hạnh là đức tánh phải không? Ở cùng chòm sớm đừng cho mất lòng, bốn điều nó đã làm xong cũng dình chữ hiếu phục tòng song thân. Như vậy thì hạnh là một người ở đời phải có hạnh, hạnh đức. Hạnh đức ở đây không phải mình tôn vinh, mà hạnh đức này đồng đạo ở đời sao đó. Mà cái chị cái bên cho nó tràn ơi, công nhận vợ của ông anh hai nhà này hiền thế ghê, hạnh đức thế ghê, tốt thế ghê. Đó, đó mà thật sự là hạnh đức. Mà chúng ta ở sao người đó đó nó tràn ơi cái chị đó mà chỉ tu hành cái gì, chỉ có hạnh đức gì đâu thì rồi đó, tiêu rồi đó đồng đạo. Cho Đức Thầy mới dạy ở chỗ này để chúng ta nhận định khách quan bên ngoài là trọng tài để đánh giá cái bề trái mà bản thân chúng ta không biết đồng đạo. Nhiều khi trong nhà, việc trong nhà mình không biết đó, mà ngoài đường thì biết hết trơn à. Bởi vì mình chỉ con mắt của mình đó đồng đạo nhớ kỹ. Đồng đạo nhìn thấy muôn người muôn dặm mà đồng đạo có nhìn thấy mình không? Tôi đâu nhìn thấy cái mặt tôi đâu. Phải đồng đạo đâu nhìn thấy cái càm cái mũ tôi đâu. Mà muốn thấy cái càm cái mũ của tôi phải nhờ một cái mặt khác, là nhờ đồng đạo nhìn cho biết cái tôi làm sao. Tôi râu làm sao, rồi mặt làm sao, hoặc giá tôi phải thông qua một cái kính. Mà ngày xưa ông cha chúng ta đâu có kính đâu. Mình không thấy mình đồng đạo à, mà người bên ngoài thấy được mình đó. Chúng ta nhớ điều kiện này. Cho nên chúng ta đừng có nói là mình giấu mình không được. Mình giấu mình nhưng không giấu được bên ngoài. Bởi vì mình không thấy mình. Ai thấy mình? Người bên ngoài thấy mình. Trời đất thấy mình. Đức Thầy, Đức Phật thấy mình. Đồng đạo thấy mình. Chứ mình không thấy mình đồng đạo. Cho nên từ đó mình phải trân trọng những ý kiến người bên ngoài. Mình phải trân trọng lời dạy của thánh nhân. Mình phải trân trọng lời dạy của thầy tổ để mình sửa mình, để mình hoàn chỉnh mình. Thì đó là hạnh đó. Chữ hạnh này ngoài nữ ra thì nó bao gồm luôn cả nam. Thì đó là chúng ta nói về cái riêng trước thứ nhất là nữ. Và đồng thời đối với nam thì ở đây nếu nói với nam thì phải có tam căn ngũ thường, tức là đây là đạo hành. Cái đồng đạo như chúng ta bàn nãy cái đoạn đó thầy trong lương văn tốt. Vì vậy cho nên hôm nay nếu mà chúng ta chạy theo cuộc sống văn vật này, văn minh vật chất này, mà đồng đạo quên đi cái mối đạo tam căn ngũ thường thì xin thưa đồng đạo không đạt kết quả. Vậy thì tam căn là quân thần phụ tử phu thế. Cái căn thứ nhất là cái đạo quân thần. Cái căn này là chúng ta đền ơn đất nước, nói gọn. Rồi cái căn thứ hai là phụ tử, là chúng ta đền ơn tổ tiên cha mẹ. Cái căn thứ ba là phu thê chồng vợ, thì chúng ta phải sống chung thủy một vợ một chồng, thực hiện được câu giảng thầy dạy là yêu đương nhau đến phút cuối cùng, vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc. Như vậy thì giờ này chưa đến phút cuối cùng chưa phải là chân hạnh phúc nghe. Bà tôi thương bà lắm, ông ơi ông tôi thương ông lắm, nhưng mà tôi với bà còn sống chưa nhau, chưa đâu. Bữa nay thì thương, ngày mai khác rồi, ngày mốt khác rồi, phải đồng đạo? Cho nên lời Đức Thầy chúng ta rất là tuyệt vời, mang một tính chất tuyệt đối, giá trị tuyệt đối. Chừng nào mà bà sống với tôi chung thủy với tôi đến khi tôi chết, chừng nào mà tôi chung thủy đến bà tới khi bà mất, thì đó mới nói lên sự kiện này nha. Đó mới hạnh phúc, chân hạnh phúc nghe đồng đạo, phải không? Ví dụ bây giờ mình với ổng gặp với nhau, ăn đời ở kiếp với nhau, năm nay là 70 năm ổng qua đời rồi, bây giờ mình giữ trọn vẹn đến giờ này, đó mà chân hạnh phúc đó.
Còn giờ này chúng ta chưa đến ngày ấy, chưa đến cái ngày mà chúng ta đi về thế giới khác, chúng ta chưa nói được điều gì đúng đó. Có nghĩa muốn nói ở đây, trong đạo vợ chồng, giữa cái căn thứ ba này thì chúng ta phải có một cái sự gắn chặt với nhau từ khi chúng ta thành chồng vợ đến cái ngày chúng ta bỏ xác, không còn một sự lựa chọn khác. Thì đó là chúng ta hiểu về một khái niệm về tam căn. Và cái thứ hai là về ngũ thường. Như vậy thì ngũ thường thì gồm có nhân, nghị, lễ, trí, tính. Và đặc biệt ngũ thường về học thuyết của Khổng giáo thì đây là năm cái điều gọi là cương lĩnh đạo nho, cũng gọi là đạo hành đó trong đạo. Bởi trong đạo hành có ngũ luân và ngũ thường, mình nói gọn như thế. Và đồng thời ngũ thường thì hành chữ nhân là không sát sanh, hành chữ lễ là không tà dâm, hành chữ nghĩa là không đạo tặc, hành chữ trí là không uống rượu, hành chữ tín là không nói dối. Thì đó là chúng ta hiểu về góc độ của học thuyết Khổng Tử. Và nếu chúng ta hiểu về góc độ học thuyết của đạo Phật thì ngũ thường lại là ngũ giới của nhà Phật: bắt sát sanh, bắt đạo tặc, bắt tà dâm, bắt vọng ngữ, bắt âm tủ. Cho nên giữa ngũ thường và ngũ giới tuy hai nhưng mà có một hành động đó. Thì rõ ràng khi chúng ta bàn ở đây thì mình mới thấy được thánh nhân và đạo Phật nó gần với nhau trong gang tấc, nó gần với nhau mặt mấy lông rồi, đâu có xa đâu. Đồng đã hoàn thành cái này là coi như chúng ta bước bên kia rồi. Tôi đã thật sự một người mà sống trong xã hội này mà đồng đạo hành được ngũ thường đó là đồng đạo coi như là thánh nhân còn nước đạo. Mình không sát sanh nè, không đạo tặc nè, không có tà dâm nè, rồi không uống rượu, không nói dối. Thì chúng ta thấy rõ đây là những cái khuôn khổ, khuôn phép, những cái phong hóa lễ nghi ông cha chúng ta đặt để lại. Cho nên hảo nào Đức Thầy mới dạy là gốc ông cha ta cũng tu hành. Đây là những cái điều then chốt nè. Gốc ông cha ta cũng tu hành mà ngày nay cứ mãi tranh giành danh với lợi của tiền nguyên tước nông đắp. Cho nên hôm nay mình mới nhận định là chúng ta tu là chúng ta theo gốc ông cha, theo tinh thần của là tổ phụ, theo cái đạo dân tộc. Đức Thầy bắt một nhịp cầu nói để cho chúng ta gần với dân tộc, gần với ông cha. Và từ chỗ gần với dân tộc, gần với ông cha làm một cái bệ phóng, một cái thềm thang để chúng ta về với Phật. Cốt lõi ở chỗ đó, mình phải nhận định đúng ở chỗ đó. Vì vậy cho nên ngũ thường cũng như ngũ giới nhập Phật thì giờ này hành cái chữ nhân, ngoài việc không sát sanh thì chúng ta phải phóng sanh, chúng ta phải có tình thương. Đồng đạo hành chữ nhân mà đi đến sâu hình như thượng học thì đồng đạo phải thương con kiến, con ruồi, thương tất cả các loài côn trùng, các loài sinh vật cũng như thương thân mình vậy đó. Như thế mới thật sự hành cái chữ nhân. Chứ bây giờ mình không sát sanh mà mình không nảy sinh tình thương thì giá trị không cao. Rồi giờ này mình hành cái chữ nghĩa là không đạo tặc đúng không? Bên cạnh không đạo tặc, đồng đạo sống ở đời phải có tình nghĩa. Một miếng khi đói, bồng gói khi no. Mà nãy chúng ta học rồi, mình học cái bài học nãy trong phong quá lễ nghi rồi đồng đạo. Nghĩa là hôm nay chúng ta làm từ thiện, đó là nghĩa. Gặp người ta thiếu gạo, mình dư giả, mình không cho người ta, đó gọi là bất nghĩa. Gặp nhà ta hư, nhà tóc mái, đây đứng nhìn nè, đó gọi là bất nghĩa. Gặp người ta đang chết nước, ta đang kêu cứu, ở đây đứng nhìn nè, đó là bất nghĩa. Gặp người ta bệnh hoạn, đang cần đến bệnh viện, không có tiền, không có xe cứu thương, đứng nhìn dòm à, đó là bất nghĩa. Vậy thì nghĩa ở đây nó gọn là những công tác thiện nguyện, những công tác từ thiện xã hội mà đồng đạo chúng ta đang làm đó. Đó là nghĩa đó, chứ không phải trơ trẽn ở chỗ là không đạo tặc đâu. Rồi hành chữ lễ. Hành chữ lễ đây là lễ nghi mà chúng ta vào hồi nãy. Ngoài cái việc không tà dâm ra thì con người sống ở đời phải giữ cái lễ. Tôi là em dâu, tôi là chị chồng, tôi là em rể, tôi là thím dâu, tôi là bác dâu, tôi là mẹ kế, tôi là cha dượng, phải không? Đây là những cái ranh giới mà đạo đức xã hội đã đặt sẵn. Thì những ranh giới này không có được cái sự tương quan với nhau. Nếu mà có sự tương quan với nhau, dầu ở một cái tâm, dầu ở lời nói, chưa có hành động, nhưng cái đó gọi là bất lễ, thì lễ, nó không đúng cái lễ đồng đạo. Cho nên khi mà chúng ta bàn cái này mình thấy rất là nhạy cảm cuộc sống. Bởi xã hội mà do cái sự chung chạ với nhau, rồi do cái dục vọng khởi lên, dục vọng không có ranh giới. Trong cái ham muốn con người nó không có ranh giới. Đây là chị dâu tôi, đâu là em chồng tôi, đây là thím dâu, đây là mẹ kế, đây là cha dượng, không có. Chúng ta nhớ kỹ cái ham muốn mà thầy dạy là phải dình dục vọng lòng tà đó. Cái lòng tà dục vọng nó không có ranh giới. Cho nên hôm nay người hành cái chữ lễ này mình phải tự phân ranh giới, cái gì nó ra cái đó. Thầy đồng đạo thấy không, thực hiện cái này là tốt cực kỳ, rất là tốt. Tức là mình sẽ bảo vệ, mình sẽ có được một cái khuôn khổ nhận định để chúng ta bảo vệ chính mình. Đó mới là chữ lễ đó. Rồi cái thứ ba, thứ tư nữa là chữ chữ
tức là chữ trí. Vậy thì hành chữ trí, nếu nói về hình hình với hạ học là chỉ không đủ. Nhưng mà đi sau hình với thượng học, hành chữ trí này, chúng ta xa lánh những điều làm cho tinh thần của đang tối. Cái điều nào mà làm tinh thần đang tối là dứt khoát không đem vào. Tất nhiên là tư tưởng xấu xa, rồi những, tức là những đồi trị văn hóa phẩm độc hại. Các đồng đạo, dù rằng mình không uống rượu, nhưng mình rơi vào đồi trị văn hóa phẩm độc hại phải làm mình tối không? Tối rồi. Rồi những cái phiền não phải làm mình tối không? Tối luôn. Rồi những cái ham muốn danh lợi tình phải làm mình tối không? Tối luôn. Cho nên hôm nay hành chữ trí thì dứt pháp chúng ta phải xa lánh trong lời này. Rồi cuối cùng hành chữ tín. Ngoài việc chúng ta không nói dối, thì tôi và đồng đạo chúng ta phải là cái người được tín nhiệm. Đó, đó, cái này chính là chúng ta đây. Giữa sự không nói dối và sự được tín nhiệm, đây là hai cái nấc thang cách nhau bực rất là xa. Như vậy cũng có người không nói dối nhưng người này không được tín nhiệm. Đồng thời cũng có người không nói dối nhưng người này được tín nhiệm. Như vậy thì ngoài việc chúng ta không nói dối, chúng ta phải có lập trường, chúng ta phải có lắng nghe, chúng ta phải việc làm, lời nói, gọi là tri hành hiệp nhất, đi đôi với nhau, chúng ta sẽ được sự tín nhiệm. Đó là tính đó. Vậy thì chữ tính trơ trẽn là không nói dối. Nhưng mà chúng ta trong gia đình mình là cha, đồng đạo phải được cái sự tín nhiệm của vợ mình, tín nhiệm của con mình. Rồi rộng hơn nữa, chúng ta phải được cái sự tín nhiệm của đồng đạo địa phương, của xóm chợp. Rồi nếu chúng ta có tham gia một tổ chức nào đó, tôi nói mình làm ông trưởng ấp, thì phải được cái sự tín nhiệm người dân. Mình là một thành viên ban trị sự, phải được sự tín nhiệm của đồng đạo. Đó là tính đó. Đồng đạo đó là tính, phải được sự tín nhiệm. Mà nếu chúng ta không được sự tín nhiệm, dầu rằng chúng ta không nói dối, nhưng mà chúng ta nên xem mình. Nhưng mà sự tín nhiệm này không đáng ngạc kể. Cái điều mà chúng tôi nói đây, đó là chúng ta phải được cái sự tín nhiệm của thầy. Đó mới là quan trọng. Đời tu của mình mà thầy không tín nhiệm là thôi, là thua rồi ông đó. Phải không? Bởi vì ông cha chúng ta đã hiểu rõ sự nhiệm màu lòng quảng áo Đức Phật, đã tin tưởng và đã tín nhiệm cái cuộc đời là giáo đạo của Ngài. Cho nên ông cha chúng ta đã từng tín nhiệm Đức Phật. Mình hôm nay tu hành mà đồng đạo làm sao mà Đức Thầy hoặc Đức Thầy không tín nhiệm mình đó, là chúng ta nguy. Chữ tín đó mới là quan trọng, là mình được sự tín nhiệm từ một cái tổ chức, tổ hợp nhỏ nhất, rộng hơn nữa, từ ở thế gian đến suốt thế gian, được sự tín nhiệm của Thầy, của Phật, của Tam Bảo, thì đó thật sự là tín đó. Đó gọi là nhân nghĩa lễ chí tín trong phương châm hành đạo, thì đó là nam. Như vậy thì ngoài nam ngoài nữ ra, ở đây về nét chung thì tôi đưa hai cái điều gọn thôi, đỡ thời gian hết rồi. Cái thứ nhất là mọi đồng đạo chúng ta giờ này phải giữ gìn tứ đại trọng ân. Bởi thầy dạy hồi nãy rất rõ, nào là luân lý tứ ân phải lo đền đáp sát thân mấy con, ai mà sư đận vuông tròn long vân đến hội lầu son giữa kệ. Thầy mới dạy thêm rất rõ là thấy đời văn vật say mê, làm điều ác đức thảm thê sau này. Như vậy thì chính vì mình không giữ gìn tứ ân cho nên mình mất khổ đồng đạo. Mình không đền trả tứ ân là chúng ta đang làm điều ác đức. Mình nhớ kỹ nha, không đền trả tứ ân là chúng ta đang làm điều ác đức. Vậy cho mình bất hiếu cha mẹ mình ác không đạo? Quá ác rồi. Rồi mình không trung thành đất nước, mình làm những điều trái pháp luật nhà nước quy định, phải ác không? Thì mình là người ác rồi đồng đạo, còn gì nữa đâu mà thiện mà lành đây, phải không? Rồi chúng ta đi ngược lại ân Tam Bảo, đi ngược đồng bào nhân loại, thì chúng ta thành người cực ác. Cho nên hôm nay đền trả tứ ân là cực lạnh, là chúng ta đang làm lành, nó cũng giống như một cái quy trình mà chúng ta đã nguyện làm lành đánh dữ. Vì vậy nếu như đồng đạo làm lành đánh dữ mà đồng đạo còn phạm vào tứ ân là chúng ta chưa đánh dữ, không, mình còn ác. Cho nên hôm nay cuộc sống bình thường của mỗi đồng đạo chúng ta thì đồng đạo phải tôn thờ ông bà cha mẹ, lên cha mẹ từ vật thực, rồi từ lúc ốm đau luôn luôn cho làm điều vui cho cha mẹ, cho cha mẹ vui mừng từ vật chất lẫn tinh thần trong khi cha mẹ còn sống. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta phải lo cho cha mẹ khi cha mẹ quá vãng. Chúng ta phải tu, phải cầu hiếu sức thế gian, nợ bao nhiêu đủ đắc đạo rồi. Mà tôi thường nói đắc đạo là chúng ta mới làm được ơn, mới hoàn thành ơn xin cha mẹ nha. Chứ giờ này chúng ta chưa đắc đạo là chưa đáp xong ơn đâu. Ơn của tiên cha mẹ thành khi chúng ta đắc đạo. Rồi ơn đất nước các bạn, chúng ta coi cái điều nào đất nước cấm chúng ta đừng làm. Đồng đạo hành đạo mà đồng đạo tu hành sao đó mà để cho nhà nước ta dòm ngó, người ta nhắc nhở những điều mà đi ngược lại pháp luật nhà nước đó, thì những vấn đề này chúng ta nên xem lại. Nhất là về vấn đề truyền đạo,
Hôm nay chúng ta tổ chức giảng ở đây thì đồng đạo biết được cái sự cho phép của nhà nước, gọi là chúng ta truyền đạo hợp pháp. Rồi đồng thời trong đạo chúng ta cũng có một số tổ chức đạo gọi là truyền đạo không hợp pháp. Thế nào là không hợp pháp? Nghĩa là chúng ta với uy tín của mình tập trung được đông người, mình tổ chức thuyết giảng giáo lý mà mình không thông qua ban trị sự cơ sở, không thông qua ban sự trung ương, cũng không thông qua chính quyền địa phương, thì lúc bây giờ chúng ta phải là một gánh nặng không đó. Vô tình chúng ta làm như thế, các ngành an ninh nhà nước rồi người ta phải an ninh trật tự, ta phải nhắc nhở, rồi nhiều khi ảnh hưởng đến cái tai tiếng của đạo chúng ta. Do đó điều này đồng đạo nên cố gắng, mình làm cái gì cũng phải nhớ pháp luật nhà nước đi đầu. Mà thầy giải rồi, dạ thưa quan chức phận làm dân đồng đạo. Đồng đạo nhớ câu này cho tôi là ổn đồng đạo, phải không? Đó là nó đứng định đứng nước đó. Rồi giờ này đến Tam Bảo thì đức thầy dạy làm sao làm vậy đi. Tôi nói đơn giản, thầy dạy thờ ba ngôi thôi, mà nó còn gọn, mà chúng ta thờ bốn ngôi là chúng ta không được Tam Bảo đó. Cho nên trong nhà mà thờ con đĩa thằng tài là mình đang không được Tam Bảo đó. Đức thầy dạy chúng ta thờ tấm trần màu già, mà trong tấm trần già này còn có một hình bông sen, còn có chữ Nam Mô Đà Phật khắc trong tấm hình trần già. Trong cái tấm trần già này là coi như chúng ta không được Tam Bảo, bởi vì mình đã làm không đúng rồi đồng đạo. Đây cũng là những cái nét phong hóa lễ nghi mà cái người sau phải thực hiện quán triệt theo người đi trước đó. Đức thầy dạy rất nhiều ý. Giờ này chỉ cần đạo học là Đức thầy, rồi suy nghiệm hành y, rồi chúng ta chuyển tải những cái mà chúng ta học được trong khuôn khổ chân chánh, thì đó là chúng ta định được Tam Bảo. Rồi cái cuối cùng nữa là ơn đồng bào nhân loại. Thì ơn đồng bào nhân loại đây không ngoài cái vấn đề là trong an sinh xã hội, mình làm từ thiện, mình bàn hồi nãy đó, là đó là đồng bào nhân loại đó. Nghĩa là hôm nay mình đến và nhân loại ở đây, ngoài cái việc tay bắt mặt mừng thương yêu giúp đỡ bằng cái tư tưởng thì phải có cái hành động, phải có sự chia sẻ. Đó là đồng bào nhân loại đồng đạo, mình phải hỗ trợ mọi mặt, những cái mình có, chia sẻ những cái mình có cho người đang thiếu thốn. Thì đó là bốn cái ân mà tôi cũng nói gọn thôi, cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa, để đạt được cái cốt lõi trong cái vấn đề phong hóa lễ nghi thì giờ này đồng đạo phải hành cho được thập thiện nghiệp. Nếu đồng đạo hành thập thiện nghiệp là coi như chúng ta không bị văn vật nó say mê, nó dẫn dắt đồng đạo. Cho nên cái này nó không phải là khó, nhưng mà cũng phải là dễ. Mỗi đồng đạo chúng ta muốn thực hiện đúng theo phong hóa lễ nghi, theo cái mà sách mà tôi vừa tóm là hai trang hồi nãy đó, và theo là Đức thầy quá nhiều vấn đề để chúng ta đúc kết lại. Chỉ cần giờ này đồng đạo chúng ta thân mình không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, miệng mình mở miệng ra không lưỡng thiệt, không ỷ ngôn, không ác khẩu, không vọng ngữ, trong tâm mình không còn tham lam, không còn sân nộ, không còn mê si, thì đó gọi là chúng ta được về cực lạc, được về cõi Phật. Như là Đức thầy dạy, cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi, tây phương quyết đáo trùng vùi Phật đài. Đó là chúng ta đã hoàn mãn về cái phương pháp thực hành theo phong hóa lễ nghi theo lời Đức thầy. Thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc và cái bài nói chuyện của mình, thì thời gian cũng đã quá rồi, quá giờ cho phép. Thì cũng hết sức là kính cảm ơn quý đồng đạo đã dành thời gian trên dưới hơn một tiếng đồng hồ để cùng chúng ta ôn cố tri tâm qua cái bài thuyết giảng này. Và trong cái sự chia sẻ thì không sao tránh khỏi những sơ sót cũng như những cái vấn đề hơi cỏ quẹt, bởi vì chấp nhận đồng đạo hôm nay tu là phải nói thẳng với nhau nghe, để đồng đạo chúng ta chúng ngay nó chịu nha. Chúng tôi chịu đó, chúng đồng đạo cũng chấp nhận để chúng ta sửa bàn với lượng đang coi chân lý. Cho nên có điều gì đó thì cũng mong đồng đạo niệm tình lượng thứ dung. Và chúng tôi rất là cảm ơn ban tổ chức đã sắp xếp có lời mời, thì chúng tôi mới được về đây để làm nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay. Cuối cùng thì xin gửi lời thăm hỏi sức khỏe gia đình và cũng cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng giữ gìn đúng theo cái phong hóa lễ nghi của dân tộc, cũng là phong hóa lễ nghi của đạo Phật giáo hoàn hảo, để hiện tại trở thành một tín đồ ngoan đạo, người công dân gương mẫu, và tương lai chúng ta được thác sanh về một cảnh giới lành. Như lời Đức thầy chúng ta thường khuyến tấn, thần gắng sức ra công phiến dỗ, gìn thuần phong mỹ tục của đồng tiên, tập ở ăn theo nết thánh hiền, lòng tu tỉnh dòm Phật tiên nói chí. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức
Xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm đã thuyết giảng qua đề tài chích trong đoạn dặn dò bổn đạo an nam phong quá lễ nghi đời nay nhân vật bỏ đi chẳng dình, thật là sâu sắc cặn kẽ. Và cuối cùng chính chúc giáo lý viên được dồi dào sức khỏe thành đạt trong công tác phổ truyền giáo lý của mình, và cho giáo lý viên một tràng vỗ tay thật là nồng nhiệt nữa.